Mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cách để làm cho những cái mũ nhám này các bạn trên dàn áo xe, những cái mũ nhám màu đen đen á đó, thì nó lâu ngày nó bị bạc màu, nó sẽ cũ như thế này nè, nó bị bạc như thế này. Thì để mình hướng dẫn các bạn cách để làm cho nó mới luôn, thì các bạn không cần phải đi tiệm để thay mới. Nhiều khi những cái dàn này nó chưa có bể các bạn, nó vẫn còn nguyên, nhưng mà do mình đi mình để xe ngoài nắng này kia đó, thì lâu ngày theo năm tháng thì nó bị bạc màu như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tận dụng lại mà không cần phải thay mới ha, để làm cho nó mới lại. Nhiều lúc mình mới mua cái dàn này nè, như là xe mới vậy đó, nói chung là nó sẽ đen bóng lại như lúc mới luôn nha. Rồi thì các bạn sẽ áp dụng theo cách này dùng mình sử dụng máy sấy nè, mình sẽ sấy cho chỗ này nó nóng lên nha các bạn nha. Rồi thì trước tiên các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình khi phát triển các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng một miếng vải như thế này. Các bạn sẽ sử dụng nhớt càng dơ càng tốt nha các bạn nhé, nhớt cũ, nhớt xe mình á. Bởi vậy nên mình đi thay nhớt là mình hay lấy nhớt về, đó, nhớt cũ trên xe. Đó, mình sẽ nhúng lên như thế này ha. Rồi. Sau đó mình sẽ lau lên. Mình sẽ làm một khúc nha, để mình so sánh khúc trên đó. Đó là khúc này thôi, còn khúc trên mình để lại nha. Đó, lát mình sẽ so sánh lại với nhau để xem cái chỗ này nè. Đó, nó có khác với phần trên lúc mình áp dụng theo cách này hay không ha, nó có mới hay không nha. Đó, sau khi các bạn lau như vậy thì các bạn sẽ để cho mình khoảng tầm nửa tiếng hoặc là một tiếng gì đó, rồi các bạn hãy rửa sạch, nó sẽ bóng, đen bóng như mới luôn nha các bạn nha. Rồi, nửa tiếng sau mình sẽ quay lại ha. Rồi sau khi mình để được một tiếng các bạn thì nó như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lau qua, lau sơ qua ha. Đó các bạn thấy không? Đó, đâu dính tay rồi thấy không? Đó, như vậy là cái lớp nhớt á, cái cũ á, nó đã thấm vào bên trong, nó thẩm thấu vào bên trong cái mũ này rồi, cho nên chỗ này nó sẽ bóng luôn nha các bạn nha. Đó, nó cứ như vậy hoài luôn. Đó, các bạn thấy không, rất là hay luôn, rất là ok. Đó thì các bạn tết nhất cái xe của các bạn nó bị như vậy á, mà chưa có bị bể á, mà nó bị phai màu cái đầu mũ đen á, thì các bạn áp dụng theo cách này để làm cho nó mới lại để ăn tết nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.